Do ảnh hưởng của dòng chảy, nhất là sự lưu thông quá mức của các phương tiện đường thủy phục vụ ngành công nghiệp xay sát lúa gạo, hiện bờ kênh 28 thuộc xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang liên tục bị sạt lở, làm ảnh hưởng đến tình hình giao thông, nhà cửa và sản xuất của người dân dọc theo kênh. Được biết, kênh 28 chạy qua địa bàn huyện Cái Bè, đổ ra sông Tiền. Đây là tuyến đường thủy quan trọng trong việc vận chuyển lúa gạo ở địa phương. Thời gian gần đây, bờ kênh 28 bị sạt lở nghiêm trọng, với tổng chiều dài sạt lở khoảng 1.500m, có những điểm ăn sâu vào đường giao thông bộ, lấn vào tận nền nhà người dân, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản, cuộc sống của 1.300 hộ dân ven kênh và đe dọa 560 hectare đất sản xuất nông nghiệp. Do mức độ sạt lở nặng, nên tỉnh Tiền Giang đang đề nghị Trung ương đầu tư khoảng 120 tỷ đồng để khẩn cấp triển khai dự án xử lý sạt lở kênh 28 với kết cấu kè bằng bê tông cốt thép nhằm ứng phó tình hình sạt lở đang xảy ra nghiêm trọng, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và sản xuất.